Hàng tính, hôm thiên khi đã xa cơ, kỳ số 1, sóng gió bụi thiếu niên. Kỳ số 1, thời niên thiếu sóng gió. Hành tính sinh năm 229 và mất năm 196 trước cầu nguyên, là người Hoài Âm, tỉnh Giang Tô. Ông là một danh tướng bách chiến, bách thắng, thiên hào vô địch, được vua Hán Cao Tổ ca ngợi là nắm trong tay trong vạn quân, đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy, ta thật không bằng hoài âm hầu. Thời Hán sợi Thanh hùng, ông là một trong tam kiệt nhà Hán, có công rất lớn giúp cho Hán cao tổ Lưu Bang đánh bại hạng vũ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Nhưng mấy ai biết, thuở chưa thành danh vì gia cảnh bần cùng mà ông phải chịu biết bao sự khinh rẻ của mọi người hàn tín sinh ra trong gia cảnh bần cùng xa xúc vì vậy trong lịch sử không có nhiều ghi chép chi tiết về gia đình của ông có ghi chép nói rằng hàn tín sinh sống một cuộc sống thanh bần cùng với người mẹ của mình ngay từ nhỏ thì hàn tín đã được tiếp xúc với binh thư và bảo kiếm đồng thời cũng nhận được sự giáo dục tốt đẹp cũng có ghi chép nói rằng tổ tiên của hàn tín thuộc tầng lớp quý tộc trong xã hội sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của Hàng Tính càng thêm khốn khó. Ông thường xuyên không có cơm ăn bởi vì nghèo khổ nên Hàng Tính cũng phải chịu đủ mọi ánh mắt và sự khinh bỉ, bắt nạt của người khác. Tuy nhiên, ông cũng được một số người bố thí giúp đỡ. Về chuyện Hàng Tính bị người khác nhục mạ, trong lịch sử cũng có rất nhiều câu nói có liên quan như làm khách nhà xương đình, chịu nhục chui háng, bát cơm ngàn vàng, co được giảng được. Viên quan nhỏ địa phương là Nam Sương Đình thấy hàng tính có tướng mạo đường hoàng, không phải hạng phàm phu tục tử, hiện tại bị khó khăn vây khốn, nhưng tương lai nhất định sẽ làm nên việc lớn, vì vậy đã rất quan tâm hàng tính, thường mời về nhà mình ăn cơm. Sau một thời gian, vợ của Nam Sương Đình sinh lòng hiềm khích và muốn đuổi hàng tính đi một lần hàng tính đến nhà nam sương đình ăn cơm vợ của nam sương đình nấu ăn sớm rồi để cho người nhà ăn hết tất cả đồ ăn và dọn dẹp sạch sẽ lúc hàng tính đến nhà nam sương đình ăn cơm ông phát hiện ra trên bàn ăn trống trơn ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không còn hàng tính vừa nhìn thấy vậy liền hiểu ra ngay lập tức quay đầu bước đi từ đó về sau hàng tính không còn đến nhà của nam sương đình ăn cơm nữa cũng vì chuyện này mà phát sinh ra hai câu nói Sương Đình Chi Khách và Sương Đình Lữ Thực, tạm dịch là Làm Khách Nhà Sương Đình. Trong lịch sử có rất nhiều điển tích về hàng tính. Một lần ông đến bên bờ sông câu cá gặp một bà lão giặt quần áo. Bà lão biết tình cảnh khó khăn của hàng tính nên rất đồng cảm. Bà thường xuyên chia sẻ đồ ăn của mình cho hàng tính. Hàng tính thì vô cùng cảm kích trong lòng nên đã thề rằng sau này nhất định sẽ báp đáp ân huệ của bà. Về sau, hàng tính mặc áo gấm trở về quê hương đã tặng cho bà lão nhiều vàng bạc để bày tỏ lòng biết ơn sự tương trợ khi xưa. Câu nói nhất phạn thiên kim, tạm dịch là bát cơm ngàn vàng cũng từ đây mà ra. Ý nói rằng nhận của người một chút ân huệ dù ít ỏi giống như dòng nước chảy nhỏ giọt, nhưng báo đáp người lại tràn đầy giống như dòng suối chảy tuôn trào. Một sự việc khác cũng được thể hiện rõ Rằng ngay từ thời niên thiếu thì Hàng Tính đã ôm ấp hoài bão chi lớn. Đó là năm Hàng Tính 15 tuổi, mẹ của ông qua đời. Mặc dù gia cảnh bần cùng là vậy, nhưng ông vẫn chọn một khu đất rộng rãi và cao để chôn cất mẹ. Khu vực đất xung quanh mộ của mẹ ông đủ để cho vạn người dân cư trú. Và điều này cho thấy rằng năm ấy, Hàng Tính tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã tin tưởng chính bản thân mình. Tương lai có thể làm được việc lớn, được phong chức cao, tước cao. Thời hàng tính trở thành danh còn có một việc lưu truyền đến muôn đời sau là chuyện hàng tính chịu nhục chui hán. Thời ấy thì gia cảnh bần cùng, cơm ăn không đủ, áo không đủ mặt. Nhưng chí hướng của hàng tính đặt ở nơi cao xa nên ông thường đeo bên mình một thanh bảo kiếm. Trong thành hoài âm có một kẻ vô lại là con trai của một người đồ tể. Kẻ vô lại này rất ngang ngược, thường hay bắt nạt người khác. Một lần vì muốn hạ nhục hàng tính nên hắn ta đã ở đông người mà chặn đường của ông kẻ vô lại nói người quá kiếm làm gì người dám sát nhân không người dám sát nhân thì chặt đầu của ta xem nếu người không dám sát nhân thì người chui hán ta mà đi đối mặt với sự khiêu khích đột nhiên xảy đến này hàn tính không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào kẻ vô lại thật lâu cuối cùng thần sắc không hề thay đổi ông thực sự đã chui qua hán của kẻ vô lại mà đi người thẳng nhiên chịu nhục có thể phân làm hai loại một loại là người có ý chí tinh thần sa sút sống tạm bờ chỉ biết hưởng an nhàn bản thân còn loại người kia là người có chí hướng cao xa coi được giảng được những chịu được gánh nặng đây là những người biết nhìn xa trông rộng thời xưa người ta gọi họ là hào kiệt chi sĩ hay kẻ sĩ hào kiệt những người này tất có khí tiết hơn người thường người bình thường thấy nhục liền tuốt kiếm tương đấu người xưa cho rằng đây không phải là cái dụng của kẻ sĩ Người đại dũng trong riêng hạ gặp nguy mà không kinh, gặp rủi ro vô cớ mà không phẫn nộ. Người làm được việc lớn ác phải có tâm đại nhẫn, có tỉnh khí. Hàng tính thực sự đã làm được điều này. Cho đến tầng ngày nay, những điển tích hàng tính chịu nhục vẫn còn được lưu truyền mãi. Nhắc đến khả năng nhẫn nhịn, không ai không nhớ đến ông để làm tấm gương mà noi theo. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bài...